tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2021, vàng sẽ trở lại ngưỡng 1830 USD trên một ao, vàng còn lâu mới lỗi thời. Ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá vàng đã được đẩy lên trên mức cao nhất trong hơn 6 tuần. Áp lực lạm phát gia tăng giúp hòa vốn với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm tiến lên mức cao nhất trong một thập kỷ. Mối đe dọa lạm phát dự báo sẽ được đẩy giá vàng trở lại mức 1830 USD trên một ao vào tuần tới. Giá vàng khởi động tuần mới với giá từ 1792,5 USD trên một ao và xu hướng thị trường đang tăng tốt. Từ những phiên giao dịch đã đưa ra, cả tuần trước ghi nhận một tuần tăng thứ ba liên tiếp nhờ USD giảm và lạm phát tăng nhanh. Tỷ lệ hòa vốn và sự khác biệt về lãi suất trái phiếu và chứng khoán, sự khác biệt về tỷ lệ lạm phát cần thiết để cân bằng lợi nhuận của họ. Mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng vẫn là sự hỗ trợ quan trọng nhất cho thị trường vàng. Khi các nhà phân tích nhận thấy rằng khả năng vàng sẽ kiểm tra lại mức kháng cự quan trọng quanh 1830 USD trên một ao trong thời gian tới. Tuy nhiên, vàng đã mất ngay 30 USD trên một ao chỉ trong vài phút. Sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cố gắng giảm bớt mối đe dọa lạm phát gia tăng. Chủ tịch nói rằng tình trạng lạm phát cao tại Mỹ nhiều khả năng kéo dài sang năm sau trong thời kỳ hậu đại dịch và thực tế sẽ có thể giảm đi sức mua của người tiêu dùng. Và ông cũng nói đã đến lúc thu hẹp chương trình mua trái phiếu quy mô 120 tỷ USD hàng tháng. Trong một hội nghị trực tuyến do Ngân hàng Dự trữ Nam Phi tổ chức, mặc dù đã xuất hiện những vấn đề đáng kể, nhưng Chủ tịch Fed vẫn nhắc lại triển vọng Fed đang đi đúng hướng nhằm giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng trước khi kết thúc năm. Ông cũng nói rõ rằng các giao dịch mua hàng tháng dự kiến sẽ kết thúc vào giữa năm 2022. Tuy nhiên, không phải tất cả các vấn đề các nhà phân tích đều tin Chủ tịch Fed và Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể giải quyết vấn đề lạm phát càng tăng. Nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại Future nói rằng lãi suất tăng có thể cho thấy kỳ vọng lạm phát đang trở nên không được kiểm soát và với hoạt động kinh tế bắt đầu chậm lại, Fed sẽ có các công cụ hạn chế. Tôi nghĩ rằng Fed có khả năng đưa lạm phát trở lại trong tầm kiểm soát. Trong bối cảnh đó, vàng sẽ phát triển tốt và các nhà đầu tư sẽ coi đó như là một trò chơi giá trị. Một đối tác quản lý cũng cho biết ông cũng không thấy Fed đi trước đường cong lạm phát. Lạm phát hiện đang được thúc đẩy bởi sự gián đoạn liên tục của chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc khủng hoảng nguồn cung có thể kéo dài hơn dự kiến ban đầu, có nghĩa là lạm phát tiếp tục gia tăng. Lúc này Fed chẳng thể làm gì để có thể sửa chữa chuỗi cung ứng, bởi đây không phải là lạm phát do nhu cầu người tiêu dùng. Mặc dù có cái nhìn tương đối tích cực về hoạt động kinh tế, Chủ tịch Fed lưu ý rằng rủi ro ngày càng gia tăng là sự gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài hơn dự kiến, có thể khiến lạm phát ở mức cao cho đến năm 2022. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Fed, trường hợp cơ bản là để các nút thắt của nguồn cung tự giải quyết và lạm phát sẽ giảm trở lại 2%. Vàng đối diện với sự cạnh tranh từ Bitcoin,
Khi mà áp lực lạm phát tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng, các nhà phân tích lưu ý rằng kim loại quý phải đối mặt với sự cạnh tranh mới, đặc biệt là từ Bitcoin. Tuần trước, giá Bitcoin đã tăng lên mức cao kỷ lục là 65.000 USD. Sự phục hồi của tiền điện tử trùng với sự ra mắt của sàn giao dịch Bitcoin ETF. Trong dịp này, Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất để kiềm hãm lạm phát. Dự kiến trong 2 tuần tới sẽ diễn ra nhiều cuộc họp quyết định của ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Fed. Buổi họp chính sách tiếp theo của Fed diễn ra vào ngày 2 đến ngày 3 tháng 11. Theo ông Hassan, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo Bank cho biết, Bitcoin đã lấy đi một phần động lực và vốn khỏi thị trường vàng, nhưng vàng còn lâu mới lỗi thời. Theo ông nói thêm rằng, thị trường chứng khoán vốn đang giao dịch gần mức cao kỷ lục, cũng là nơi cạnh tranh mạnh mẽ đối với vàng. Tuy nhiên, ông cho rằng, đà tăng này có thể nhanh chóng sẽ chuyển xu hướng lại ủng hộ vàng nếu kim loại quý có thể vượt qua mức 1.835 USD trên một ao. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.